Này là mô Hồng Hoàng Bổn Sứ, Hồng Hoàng Bổn Cảnh, Thần Tài Thủy Thế Đất Đai Nhân Trạch Đồng Lai Trợ Nhã. Hôm nay là ngày Tết Quý Mão năm 2. Hồng Hoàng Bổn Sứ, Hồng Hoàng Bổn Cảnh, Thần Tài Thủy Thế Đất Đai Nhân Trạch Đồng Lai Trợ Nhã. Năm nay là năm Quý Mão xuân 2023, nhằm ngày ông Nguyễn Văn Sang mất ngày 2 tháng 2, thế ngày 2 tháng 1, ngày 2 tháng 1 năm Nhâm Dần, cũng là nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Dần là ngày mất của Nguyễn Văn Sang. Quý vị về ăn cơm phù hộ cho gia đạo bình an. Mô Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Hồng Hoàng Bổn Sứ, Hồng Hoàng Bổn Cảnh, Thần Tài Thủy Địa Đất Đai Nhân Trạch Đồng Lai Trợ Nhã. Thì ông hôm nay là ngày cúng cơm của ông Nguyễn Văn Sang, mất ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 2 tháng 1 năm Nhâm Dần. Ông là quý vị ở phương xa ăn cơm. Nguyễn Văn Sang địa chỉ ở Long An về ăn cơm. Ngày mất ông ha. Mô Phật.